Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa qua đã tổ chức phiên hòa giải vụ tranh chấp về thừa kế di sản và đòi nhà cho ở nhờ giữa nguyên đơn Võ Thị Hồng Nhung, 61 tuổi, em gái nghệ sĩ Vũ Linh và bị đơn Võ Thị Hồng Loan, 37 tuổi, con gái nghệ sĩ Vũ Linh. Theo biên bản hòa giải, nguyên đơn đề nghị tòa án xem xét hủy một số giấy tờ liên quan đến nhân thân của bà Võ Thị Hồng Loan, yêu cầu hủy văn bản khai nhận di sản thừa kế do bà Hồng Loan lập ngày 7 tháng 4 năm 2023 tại văn phòng công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến đối với di sản của ông Võ Văn Ngoan, nghệ sĩ Vũ Linh, gồm nhà và quyền sử dụng đất ở tại số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận, đã được sang tên cho bà Hồng Loan, quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 87, 88 tại phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức và một chiếc ô tô, đều đã được sang tên cho bà Hồng Loan, hủy phần cập nhật biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm về nội dung sang tên cho bà Hồng Loan, xác định toàn bộ di sản của nghệ sĩ Vũ Linh là tài sản thừa kế thuộc quyền sở hữu của những người thuộc hàng thừa kế thứ hai là bà Võ Thị Hồng Nhung và ông Võ Thành Nhiêu, buộc những người đang cư trú tại nhà số 5 Đoàn Thị Điểm phải giao trả nhà cho bà Nhung và ông Nhiêu. Nguyên đơn cũng đề nghị giám định chữ ký của nghệ sĩ Vũ Linh trên giấy tờ liên quan nhân thân của bị đơn. Trong khi đó, bị đơn không chấp nhận tất cả yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Bị đơn khẳng định mình là hàng thừa kế duy nhất của nghệ sĩ Vũ Linh và bị đơn đã nộp đầy đủ cho tòa án những tài liệu xác thực bà Loan là con hợp pháp của nghệ sĩ Vũ Linh. Theo bị đơn, việc nguyên đơn cho rằng không có hàng thừa kế thứ nhất là không có cơ sở. Thực tế bà Loan đã về ở cùng gia đình nghệ sĩ Vũ Linh từ năm 1987. Bị đơn có yêu cầu phản tố, yêu cầu bà Võ Thị Hồng Nhung và bà Lê Thị Hồng Phượng di rời toàn bộ ra khỏi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm. Tại buổi hòa giải, ông Nhiêu xác định không tranh chấp chia di sản thừa kế với bà Hồng Nhung, mà chỉ yêu cầu xác định di sản của nghệ sĩ Vũ Linh thuộc quyền sở hữu chung của ông Nhiêu và bà Nhung. Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu nguyên đơn trong 15 ngày phải cung cấp những mẫu so sánh chữ ký của nghệ sĩ Vũ Linh có xác nhận của cơ quan nhà nước.